Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Kiểu Bóng Văn Khánh của mình. Văn Khánh cũng đã lên cho anh em đấy, tất cả các lượt trận của bảng F. Và tiếp theo đây, đấy, Văn Khánh sẽ tiếp tục lên cho anh em các lượt trận ở bảng E anh em nhé. Sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày mai 2 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2022. Con số 2 là con số may mắn của Khánh. Thì Khánh mong hai cái trận đấu này sẽ đem lại cho anh em các chiến thắng rực rỡ ở đầu tháng anh em nhé. Thì cái trận đầu tiên Khánh muốn làm cho anh em đó là trận giữa Tây Ban Nha và Nhật Bản. Thì anh em biết rồi, ở cái cực chấp này thì chắc chắn rồi Tây Ban Nha sẽ được đánh giá là cửa trên rất là nhiều. Và đang hiện tại đang chấp 1.25, khá là giống trận Argentina hôm qua. Trận Argentina hôm qua đấy, mình có bảo anh em trêu vui với anh em là cái mã này anh em bán nhà đi cũng được, Khánh bảo hiểm vốn cho anh em thì cũng rất là vui đấy. Hôm qua đúng là cái mã đấy có bán nhà đi thì chúng ta cũng đã có một cái chiến thắng cực kỳ rực rỡ. Các tập trận 22 giờ hôm qua thì đánh khá là run anh em ạ. May mà còn rung được một chút gỡ lại cho anh em, chứ còn không thì các mã kèo chính đấy mình đi một số mã kèo theo một số cái nhận định của mình thì nói chung là cũng ổn, nhưng mà anh em không thắng thì cảm giác nó không vui lắm thôi đấy. Thắng không quá nhiều, nhưng các lượt trận 2 giờ ngày hôm qua thì đúng là một cái chiến thắng rực rỡ anh em ạ. Hình như là chỉ thua mỗi một cái kèo chấp góc thì phải, thua một cái kèo chấp góc đấy. Thì ở cái trận đấu này Tây Ban Nha gặp Nhật Bản, mình cũng lại đang nhìn thấy một mã kèo nói vui với anh em là có thể bán nhà được anh em nhé. Nhưng mình nghĩ là hiện tại nó đang chưa đúng với cái giá trị của nó đấy, cái tiền ăn nó đang hơi thấp anh em ạ. Thì Khánh sẽ đợi đấy cho cái trận đấu nó diễn ra, cái trận này Khánh sẽ không đẩy mà những cái mã kèo sớm cho anh em nữa trong nhóm nữa, mà đợi khi sẽ bảo anh em chuẩn bị đạn và đợi khi trận đấu diễn ra thì Khánh sẽ đẩy cái mã kèo này lên cho anh em. Tầm 10 phút thôi thì Khánh tin cái mã kèo này nó sẽ lên rất là cao. Ok, thì với cái trận đấu này, Tây Ban Nha gặp Nhật Bản. Hiện tại thì Tây Ban Nha đang chấp góc 2.5 anh em nhé. Với cái chấp góc 2.5 này thì mình nghĩ anh em chưa nên vào cái chấp góc vội. Vì Nhật Bản họ ở cái bảng đấu này, Nhật Bản họ vẫn còn nguyên cơ hội để đi tiếp. Nếu họ hòa hoặc chiến thắng trận này anh em nhé. Cục diện của bảng E này thì tất cả các đội đều đang còn cho mình cơ hội, không đội nào mất đi cơ hội của mình cả đấy. Nhưng Nhật Bản sẽ phải đối đầu với Tây Ban Nha, mình nghĩ là sẽ rất là khó khăn cho họ thôi. Và nếu mà họ giành chiến thắng ở trận này cơ thì họ sẽ chắc chắn có một vé đi tiếp, nhưng cái việc đấy sẽ rất là khó anh em nhé. Tây Ban Nha sẽ không để cho cái vé đi tiếp của mình phụ thuộc vào một trận đấu khác. Họ sẽ chiến thắng, Tây Ban Nha hôm nay sẽ giành chiến thắng anh em nhé. Nhưng với cái kèo chấp 1.25 mình nghĩ là anh em không nên vào đấy. Vậy thôi, có một mã kèo khác sẽ đẹp hơn cho anh em rất là nhiều. Ok, thì đội hình ra sân thi đấu, Nhật Bản sẽ đá với đội hình 4-2-3-1. Đá cao nhất trên hàng công của Nhật Bản là số 21 Eda. Hai con hàng đáng chú ý nhất bên phía Nhật, bên phía cánh phải của Nhật thì đang rất là mạnh anh em nhé. Với số 6 Wataru Ando và Junya Ito đấy, số 14. Ngoài ra thì cái hàng thủ của Nhật Bản hiện tại cho thấy là đang khá là già. Số 5 và số 22 của Nhật Bản, cái độ tuổi
Số 5 thì đang là 36 tuổi rồi. Đấy. Và số 22 thì hiện tại 34 tuổi rồi anh em ạ. Nhưng bù lại đó chúng ta sẽ có con hàng số 4, cô Itakura. Là một con hàng chơi cho câu lạc bộ Monchengladbach các em ạ. Cũng đang một là một phòng vệ có số điểm rất là cao anh em nhìn nhé, 7.0. Số 22 Yoshida tuy già rồi nhưng đang có một điểm số rất là cao, cho thấy cái phong độ thi đấu ổn định của con hàng này. Chúng ta cũng có thể thấy là hàng thủ của Nhật Bản đang làm tốt công việc của mình. Đấy. Còn về với phía bên Tây Ban Nha, Tây Ban Nha thì chúng ta không cần nhắc đến quá nhiều đâu anh em ạ. Hầu hết các cầu thủ đều đang đá cho các câu lạc bộ của châu Âu. Đấy. Barcelona hay PSG. Rất là nhiều. Số 7 hôm nay họ sẽ đá với đội hình 4-3-3. Nếu mà với đội hình này thì Torres, Morata sẽ được đá, Dani Olmo, Gavi, Pedri, Busquets cũng sẽ được đá hết. Thì cái đội hình này mình nghĩ hôm nay sẽ hai đội đều sẽ đẩy những cái đội hình mạnh nhất của mình vào thôi. Đấy, còn cái đội hình dự kiến này thì chúng ta chờ xem, chỉ chờ xem là họ sẽ đá theo đội hình nào và cái chiến thuật của họ như thế nào thôi anh em nhé. Quay trở lại cái kèo chấp thì anh em nên đi Nhật Bản sẽ gặp áp lực lớn hơn rất là nhiều so với Tây Ban Nha anh em nhé. Mặc dù là Tây Ban Nha mình hiện tại thì đang các cầu thủ đang có phong độ rất là tốt với cái chiến thắng 6-0, à mình sẽ xem lại, 7-0 trước Costa Rica. Đấy thì hầu hết các cầu thủ trên hàng công của họ đấy, Morata cũng có hai bàn rồi, Ferran Torres cũng có hai bàn rồi, Asensio một bàn đấy, Dani Olmo một bàn và Gavi cũng có cho mình một bàn rồi. Các cầu thủ đều đang thi đấu rất là sôi nổi, không có gì. Trận hòa với Đức mình nghĩ nó là một cái kịch bản để cho Đức và Tây Ban Nha đều có thể vào vòng trong anh em nhé, một kịch bản đẹp. Hôm nay Đức cũng sẽ đá và sẽ là trận sống còn với Đức. Nhật Bản, liệu Nhật Bản có xách vali về nước không? Nếu Nhật Bản thua và Đức thắng thì Tây Ban Nha và Đức sẽ dắt tay nhau vào vòng trong. Chúng ta nên đánh thẻ cho Nhật anh em ạ. Không ai muốn cái vé đi tiếp của mình được quyết định bởi một trận đấu khác cả. Nhật Bản hiện tại đang chấp 0.75 thẻ. Mặc dù thế thì mình nghĩ anh em không nên đánh thẻ, không nên đánh cái chấp thẻ này, mà anh em nên đánh cái tài thẻ 3 này. Nhìn kèo thì có vẻ là đang khá là bịp, tại vì tài 3, tài thì ăn 1.07 nhưng xỉu thì chỉ có ăn 0.75 thôi. Đấy. Một cái mức tài thẻ không quá cao ở một cái trận đấu có thể xem là quyết định của hai đội. Nhưng đấy, tài lại ăn rất là cao anh em nhé. Thì anh em vẫn cứ nên đi vào cái mã kèo tài. Mình tin là trận này đấy, Nhật sẽ có nhiều thẻ và Tây Ban Nha cũng sẽ có một hai thẻ cho mình, đủ để anh em ăn cái mã kèo tài thẻ 3 này anh em nhé. Ăn 1.07 đã hơn cái mã kèo chính của anh em chưa? Góc thì mình nghĩ là sẽ có đội hình ra sân chính thức, mình sẽ chốt cái kèo góc. Hiệp 1 anh em trông góc cao quá anh em ạ. Một chấp 1.25 góc, mà Nhật Bản cũng là một con hàng đá góc rất là tốt. Chúng ta không nên đi cái kèo chấp này. Tài góc 4. Cái này mình sẽ đợi đội hình ra sân chính thức. Đấy. Mình sẽ chốt lại một lần nữa. Tài xỉu 2.5. Nhật Bản hàng công của hàng thủ của
bên phía Tây Ban Nha đang làm rất là tốt. Mình nghĩ sẽ không có cơ hội ghi bàn cho Nhật Bản. Thì anh em cũng có thể suy nghĩ thêm đấy về cái kèo xỉu. Mặc dù kèo xỉu 2.5 hiện tại thì tài đang ăn thấp hơn. Đấy, xỉu đang ăn 1.02 cơ. Thì anh em cũng có thể suy nghĩ đấy. Còn nếu đấy, đấy là tất cả những cái mã kèo mà Khánh muốn chia sẻ cho đến cho anh em trong cái trận đấu này thôi. Tại vì cái trận đấu này mình nghĩ cũng khá là khó. Tại vì tất cả các đội ở trong cái bảng này đều còn cơ hội. Nếu theo đúng kịch bản của mình thì Tây Ban Nha sẽ giành chiến thắng. Ok, thì đấy là tất cả những cái mã kèo Khánh muốn chia sẻ đến cho anh em trong cái video này. Nếu mà anh em muốn nhận được cái mã kèo bán nhà mà Khánh nói thì anh em liên hệ với Khánh. Đấy, Khánh sẽ hỗ trợ anh em. Đương nhiên, Khánh hỗ trợ anh em thì anh em cũng nên có trách nhiệm và hỗ trợ lại Khánh. Đấy, Khánh tạo cho anh em sân chơi. Đấy, Khánh tạo cho anh em một nhóm chơi an toàn và uy tín. Thì Khánh cũng xin lại một chút của anh em. Đấy, không xin lọc lá anh em nhé. Nhóm của Khánh hoàn toàn miễn phí. Khánh cũng không xin nhọc lọc lá gì cả. Thậm chí khách nhắn tin, mình có thể xem lại cái tin nhắn đấy. Mình cho anh em xem. Anh em nhắn tin lại là anh gửi cho em xin số tài khoản. Đấy. Hôm đấy mình thắng cái kèo gì nhỉ? Kèo Việt Nam. Không, không phải Việt Nam, kèo gì đấy. Có nghĩa là mình đi để ủng hộ thôi đấy. Nhưng mà ăn thì mình có cho lại người em đấy luôn. Đâu rồi? Cũng khá là lâu rồi anh em, hai anh em nói chuyện cũng khá là nhiều. Một người con gái anh em ạ. Cũng khá là lâu rồi, thôi không tìm nữa. Thì có lẽ là Khánh xin kết thúc cái video này đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Nếu anh em đi qua kênh của Khánh là xem được cái video này thì xin cho Khánh một like cũng như là một đăng ký anh em nhé, để Khánh có thêm động lực ra thêm các mã kèo khác cho anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.